Lê Tuyền xin kính chào quý ông bà, cô, chú bác, các anh chị, các bạn và các em đang xem video của Lê Tuyền. Hôm nay Lê Tuyền xin chia sẻ cùng cả nhà cách luộc gao lang xanh giòn và không bị thâm đen cho dù mình để cả ngày. Rất là ngon và rất là đẹp luôn đó cả nhà. Rau lang luộc thì mình chấm với chao, nước tương hay nước mắm cũng đều rất là ngon phải không cả nhà? Muốn biết cách luộc gao lang như thế nào? Mời cả nhà hãy cùng vào bếp với mình. Ở đây mình có 800g đọt gao lang. Mình chuẩn bị nửa thao nước, cho vào một muỗng canh muối, khuấy cho muối tan đều. Mình sẽ đi lặt gao lang. Gao lang á thì khi người ta cắt bán như vậy nè cả nhà, thì người ta cắt hơi dài một chút ha. Cho nên mình lặt á, mình bấm tới cái đoạn nào mà nó non thì mình lấy, còn cái đoạn già thì mình bỏ. 800g gao lang mình mua ngoài chợ với giá 10.000 đồng cũng khá là rẻ ha cả nhà. Mình sẽ ngâm gao lang trong nước muối từ 10 cho đến 15 phút. Sau khi ngâm gao lang được 15 phút trong nước muối, bây giờ mình sẽ đi rửa sạch lại vài lần với nước. Tiếp theo, mình bắt một cái nồi lên bếp, cho vào nồi 1,2 lít nước, nấu cho nước thật là sôi. Mình phải nấu nước cho thật sôi như vậy thì mình mới luộc rau, rau mới xanh nha cả nhà. Mình sẽ cho vào 1/3 muỗng canh muối, tương đương với 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh vung đường cát, và một muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn sẽ làm cho rau lang của mình xanh và nó nhìn cọng rau lang nó sẽ mướt đẹp và hấp dẫn hơn. Khi đường muối đã tan đều trong nước, mình sẽ cho rau lang vào. Sau khi cho hết đọt rau lang vào trong nồi nước, mình dùng đũa, mình trở đều rau lang xuống. Mình không cho gao lang á, nó nổi lên trên mặt nước. Bởi vì gao lang mà nổi lên trên mặt nước thì rau lang sẽ bị đen nha cả nhà. Bởi vậy khi luộc thì mình sử dụng nước nhiều một chút. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại, mình luộc rau trong vòng 2 phút. Sau 2 phút, mình dỡ nắp ra. Rau lang của mình á, luộc không có bị nổi lên trên mặt nước và mình đậy nắp lại như vậy thì rau lang của mình rất là xanh luôn nè cả nhà. Mình luộc thêm 1 phút nữa. Thì bây giờ mình sẽ vớt rau lang ra một cái rổ cho rau lang của mình được ráo nước. Rau lang vớt ra thì mình để vào trong rổ cho rau lang ráo nước như vậy. Bây giờ thì mình sẽ gấp rau lang cho ra dĩa. Cả nhà nhìn dĩa rau lang của mình nè. Sau khi luộc xong, rau lang xanh mướt, rất đẹp và rất ngon luôn cả nhà ơi. Chỉ cần một chút xíu mẹo nhỏ thôi thì mình đã có một dĩa rau lang thật là ngon rồi. Mình xin kết thúc video mình tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye.